Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video mới nhất của mình. Thì chờ mãi mới update xong mọi người mới có cơ hội vào trải nghiệm luôn. Thì phần đầu tiên mình sẽ vào xem cái quà bảo trì của ngày hôm nay nha. Uầy, ngày hôm nay được 4 món tất cả cơ. Cái này là cái gì ấy? Đường trượt cong 3 người. Cái này không thể làm gì ta. Một cái hoa, cái này hoa này. Rồi đây là cái tiêu bản để viết chữ trắng đen nè. Để viết cái nền mọi người, không phải viết chữ. Ngoài ra mình thêm một cái vé bốc thăm nha. Ui, phần tưởng bảo trì khá là ít ấy, chả có gì cả. Thì đây là phần thành tựu mọi người, thành tựu mới đây. Đi bắt côn trùng nha. Ui, khá là nhiều thành tựu luôn đấy. Để mình xem có cái thành tựu nào nữa không nào, đây nữa mọi người. Tất cả là 4, đây là 4 này. Đây là 2 là 6, 6 tất cả nha mọi người. Có 6 thành tựu tất cả mới nha. Ui, khá là nhiều cái mới để mọi người cùng làm ấy. Mình thì chưa full đâu mọi người. Mình khá là lười làm cái thành tựu này luôn ấy. Rồi tiếp theo mình check cái phần bộ sưu tập nha. Đây mọi người, như vậy là đã tăng thêm khá nhiều cái bộ sưu tập rồi ấy. Và mọi người có thêm được các phần thưởng ở đây này. Ăn kim cương này, rồi 300 tiền sao này. Ôi đẹp được cái đài cassette này mọi người. Hình như cái này cái đài cassette thì phải đúng không? À radio, quên. Đây là cái hộp để đựng rồi này. Quả cầu pha lê. Ôi khá là nhiều thứ luôn mọi người. Được một cái đèn nữa này. Cái này hình như là đèn bướm sao mọi người ạ. Đây, đèn bướm halogen. Đấy, khá nhiều thứ nữa mọi người. Cái này là cái biển để treo trên tường để trang trí nha. Hết rồi mọi người. Như vậy là hết rồi. Ui, khá là nhiều cái thành tựu mọi người. Tha hồ mà mọi người cày nha. À quên bộ sưu tập chứ. Tha hồ mọi người mà cày để bắt rồi để nhận phần thưởng nha. À hôm trước mình có xem một cái ảnh mọi người. Là mọi người có thể nhận được cái ba lô ở trong phần này này. Đây mọi người. Đây nha. Hai ba lô côn trùng đây mọi người ơi. Đây là cái ba lô này. Đấy. Hôm trước mình có xem qua một số bạn review rồi ấy. Và được thêm cái mũ nữa này. Ôi, xem có gì nữa không ta. Ôi, được đôi cánh sao mọi người. Thiên thần và ác quỷ à. Đúng rồi, được cánh mọi người ạ. Rồi, như vậy là hết phần thành tựu nha. Rồi mình xem là còn cái gì mới cho mọi người xem nào. Về là các YouTuber mới á. À đúng rồi, sau đây mình sẽ dẫn mọi người vào trong camping nha. Để chúng ta cùng nhau xem đến 4 cái vượt mới ấy. Từ từ để mình lấy xe đã. Rồi chúng ta cùng nhau vào camping nha. Trong bàn này cũng có thêm 4 cái vượt mới mọi người. Để mình vào trong này xem có một cái gói gì mới không, có vượt gì mới không nha. À, ngày hôm nay bận khá nhiều việc mọi người nên bây giờ có thời gian vào review bản update mọi người ạ. Chắc là mọi người chơi gần hết rồi ấy, bây giờ mình mới có thời gian vào review cho mọi người nữa cơ. Đây mọi người, đây là nơi bán 4 cái vượt mới nha. Đâu rồi nhỉ? Đây mọi người. Đây vượt mới đây mọi người. Tai mèo này. Tai thỏ này. Này chắc là ếch cho mọi người. Đây, ếch này. Này chắc là ong mọi người ạ. Đây, ong mật. Ui, giá 96 kim cương rồi à. Mình tự bán là tiền sao chứ nhỉ. Không biết là mấy cái vợt này có hơn cái vợt cũ gì không mọi người. Mình chưa thử nên không biết nữa. Để mấy hôm nữa mình sẽ làm video để bắt thử bằng cái vợt mới xem như nào nha. Rồi mình xem có nội dung gì nữa không nào. À đúng rồi, có gói bốc thăm mới mọi người ạ. À đúng rồi, mình vào phần thư trước đã đi. Mình xem phần quà tặng đã. Uầy, nhiều đồ mới nha. Ôi, có bộ đồ gấu trúc à? Hay bộ đồ gì đây? Nhìn xịn vậy. Ôi, giá như bạn nào tặng mình nhở? Thích thật sự luôn ấy, đồ khá đẹp luôn. Rồi, mình bây giờ mình sẽ vào trong phần bốc thăm nha. Thế bảo có gói mới mọi người. Gói đường trượt nộ nhịp à? Gói này bán bằng tiền và tiền sao. À quên, bà và kim cương. Ôi, gói mới mọi người. Gói hôm trước mà mình mới xem này này. Trên cái video ấy. Nhân viên mới non nớt này. Mọi người thì nhận được cái bóng bay cá voi hôm trước mình có bảo này. Đấy. Giá là 200 kim cương nha. Sẽ mua review cho mọi người sau. Đây mọi người, gói bốc thăm mới đây mọi người ơi. Tiệc trà sứ thần tiên này. Uầy, xịn nha. Khá đẹp luôn đấy. Không biết bạn nào bốc được trang phục chưa nữa. Xem còn gói gì nữa không nào. Cơ bản là hết rồi mọi người, chả có gói gì nữa. Còn mấy gói cũ à, đều có thêm cái gói bốc thăm trà sữa. Ở phần thứ sứ thần tiên thế thôi. Như vậy là hết các nội dung của bản update này rồi mọi người. Mình tưởng có nội dung gì nữa không nhỉ? Để
mình nghĩ xem nào. À đúng rồi, còn khá nhiều nội dung đấy, nhưng mà thôi mình sẽ để dành cho video sau nha. Nhưng mà trước khi kết thúc video review ngày hôm nay thì mọi người đừng quên cho mình một đăng ký kênh cũng là like video, và nhớ comment các cái nội dung mà mọi người biết ấy ở phía dưới giúp mình nha, để mình tiến hành làm video review cho mọi người. Chúc mọi người một buổi tối thật là vui vẻ. Bye bye, chào mọi người.